20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Em trai, dạ. Em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng. Nữa. Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Con gái em ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe không? Dạ khỏe thì nó phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung dạ. Lúc khỏe lúc không. Dạ. Lĩnh vực nào nữa? Có lĩnh vực khỏe, có lĩnh vực không khỏe. Khỏe mạnh rồi cũng thích tập thể thao thì điểm cộng. Nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu. Rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Đó là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Tớ chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. À, gặp cô nào cũng cười 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 lên em, cười lên em, nằm dạ. xuống, đứng nghiêng, cười lên, cười tươi lên, đó dạ, cười. Dạ. Chụp hình là vui vẻ vậy đó. Dạ. Hỏi cần nói ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh tên Chiến Thuật đúng không ạ? Anh cảm ơn. Em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy anh Thuật làm sao nè? Dạ em thấy ảnh đi ra với cái máy chụp hình là em thấy cũng được rồi đó. Em cảm ơn. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy hay không. Anh cảm ơn. Thuật cái Thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ em xin lỗi là hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình. Vâng, rồi được, không sao. Dạ, em cảm ơn. Ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, anh trai tôi chụp hình ha. Nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu, miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em, cười lên em ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười mà cũng có cười lên em. Thôi, cười mở lên rào em. Đi nè, mở rào đi. Mở rào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ em chào anh. À. Dạ. Rồi, hôm nay thì được chương trình đã mời nhà trai. Chào anh trai. Mời anh ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ. Rồi, xin mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Ninh, xin chào chị Hồng Vân bên kia. Và xin chào quý vị khán giả và bạn gái ngồi ở bên. Em tên là Nguyễn Chiến Thuật, sinh năm 1974. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng hiện tại thì vẫn ở thuê chưa. Chưa có ở nhà riêng. Nguyễn Chiến Thuật ha? Dạ. Cha tên dữ nha. Làm nghề gì? Nghề nghiệp chính của em thì mua bán và sửa chữa máy ảnh này. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào em. Các bạn trường quay. Chào bạn trai bên kia nha. Em tên là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1982. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên tuyển dụng. Em run không? Em hơi run. Đừng có run. Dạ. Cứ coi như là sẻ chia tâm sự đi. Đừng có run và nói lớn lên. Dạ. Đừng có run em, thoải mái lên. Dạ, có gì dạ. Có chị Hồng Vân bên đó mà, không có lo đâu. Dạ. Đừng có lo. Bây giờ em nói luôn đi. Là em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là em là người vui vẻ, lạc quan, tích cực. Và em có một vài sở thích đặc biệt như chạy bộ, tập yoga và viết lách, đọc sách. Hiện tại em cũng đang tham gia một câu lạc bộ viết văn. Câu lạc bộ viết văn. Dạ. Em có điểm yếu gì nào? Em hơi rụt rè và hơi ngại trước đám đông á. Tức là em không có thể hiện được bản thân trước mọi người. Dạ. Rồi, thôi bạn trai bên kia, bạn nói về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Điểm yếu thì thực ra là cũng có rất nhiều. Chụp ảnh thì đôi khi là mình ăn mặc nó cũng không được chỉnh chu lắm. Không phải điểm yếu đâu em, cái đó là cái nghề nghiệp mình phải vậy. Dạ. Anh nhiều khi anh còn mặc không ra gì đừng chi em. Nhiều hơn nữa thì nếu mà có duyên, có cơ hội ấy, thì bạn gái bên kia có thể tìm hiểu thêm. Còn em có mấy mối tình rồi?
Về mối tình thì có ba. Ba? Dạ. Dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Lấy nhau mấy năm? Chưa đầy một năm đâu ạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Chào em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi, dạ. Người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào chưa hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Còn em, mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi, tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. Mối tình đầu, ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, có con chưa? Em có một bé trai 10 tuổi rồi. Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Em trai, dạ. Em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng. Gì nữa? Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Con gái em ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe không? Dạ khỏe thì nó phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung dạ. Lúc khỏe lúc không. Dạ. Lĩnh vực nào nữa? Có lĩnh vực khỏe, có lĩnh vực không khỏe. Khỏe mạnh rồi cũng thích tập thể thao thì điểm cộng. Nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu. Rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Ừ, tớ chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. À, gặp cô nào cũng cười, cười, cười lên em, cười lên em, nằm dạ. Xuống, đứng nghiêng, cười lên, cười tươi lên, đó, dạ, cười. Dạ. Chụp hình là vui vẻ vậy đó. Dạ. Khỏi cần nói, ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Nguyễn Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh tên Chiến Thuật đúng không ạ? Anh cảm ơn. Em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy anh Thuật làm sao nè? Dạ, em thấy ảnh đi ra với cái máy chụp hình là em thấy cũng được rồi đó. Em cảm ơn. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy không? Anh cảm ơn. Thuật, cái Thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ, em xin lỗi là hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình. Vào rồi, ngay không được sao. Dạ, em cảm ơn. Ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, anh trai tôi chụp hình ha. Nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu. Miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em, cười lên em. Ha, mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười. Thôi, mà cũng có cười lên em, cười lên em. Mở rào đi nè, mở rào đi. Mở rào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ em chào anh. Dạ. Rồi, hôm nay thì được chương trình đã tặng quà thế nào? Tặng quà thế nào? Cho nên duyên ngày hôm nay thì anh gửi món quà rất là nhỏ. Xưa hết thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. Xin lỗi đợi anh một xíu. Sẽ gửi tặng chị Hồng Vân đến. Chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em. Ủa cái này ở đâu ra, em làm hay sao? Cái này là em khâu bằng tay của em đấy. Wow, anh vậy xin lỗi đó, xin hả? Giỏi quá vậy. Cái này thì em gửi tặng anh. Anh có nữa hả? Anh Quyền Linh ạ. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Cái trời đấy bằng tay và handmade 100% da bò. Ô trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha, Chiến Thuật. Em không biết là anh có thích đọc sách không? Sách này rất là thích đấy. Dạ, thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh dạ. Cảm ơn. Chắc chắn là anh sẽ đọc hết cuốn này. Em tặng anh cuốn này là vì
có câu trong cuốn sách này rất là hay, tức là chúng ta giống nhau đến 90% về cái gen sinh học, nhưng mà cái gen tâm hồn thì cần phát triển. Khi mà mình cần đến nhau ấy thì hiểu thì ai cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà sự đồng cảm thì cái đấy mới là cái quan trọng. Dạ. Em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Em xin phép đọc đi em. Anh chị và mọi người, em xin đọc là: em phủ son hồng, em kẻ mày cong, em chải tóc sẽ là đường ngồi thật thẳng, em mặc chiếc áo mới nhất, đi đôi giày đẹp nhất, em mỉm cười, em soi gương, em thấy mình thật ổn. Trời trong lành hơn sau những đêm mưa, bầy sẻ ríu rít trên mái ngói nhà ai. Nắng lên, cây gội, ánh mặt trời nấp nánh, em nhìn xuống đường, những xe hàng xong lũ lượt. Này trái cây rất thơm, này sen rất tươi, này những chú cá quẫy mình trong tung bọt nước, và những tiếng giao hàng rất ngọt. Ôi buổi sáng Sài Gòn, hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành bữa tiệc vui. À, em cảm xúc sau bài thơ đó Thực? Em cảm nhận từ bài thơ này thì Hương là viết rất là nội tâm, chia sẻ rất là thực, chứ không phải hoa lá hay bay bướm, cái gì nó quá là sâu xa. Dạ, em cảm ơn anh. Tới chương trình như thế này thì em thấy là mình đã thực sự là muốn gắn kết trái tim của một người xa lạ mà đến thân quen được không? Và muốn đi hết một chặng đường còn lại không? Rất vui khi gặp anh. Anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh cũng khá điềm đạm và từng trải. Em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện và có thể sẽ hiểu em. Dạ. Em cũng mong là mình có một cơ hội. Anh chỉ mong được là cái tình cảm mà khi mà mình dành cho nhau nó chân thành là được. Trong cuộc sống thì ví dụ như công việc của em ấy, đi làm hành chính hay là mình đi làm? Em làm hành chính. Dạ, em làm hành chính. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Theo quan điểm riêng của anh ấy thì mong muốn là tất cả hai bên cùng chia sẻ, nói những cái gì mà mình mong muốn của đối phương. Và cái thứ hai nữa là nếu mà có khúc mắc gì ấy, thì trong nhà phải nói trước, chứ không mong muốn được là trong nhà chia rõ ngoài ngõ là thông là không có thích. Dạ. Tức là đừng có trẻ sẻ chia, mình gọi là bà Tám đó, đúng không? Còn bạn gái, quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn thế nào, nói cho bạn trai nghe. Quan điểm của em thì tức là hai người phải hiểu nhau và cũng phải có sự hòa hợp và gắn kết về mặt tinh thần là trước tiên, với cái thứ hai nữa là vun vén và chia sẻ chăm sóc. Nếu có một cuộc tranh cãi quyết liệt, ai sẽ nhường ai? Là chắc em phải nhường. Em có thể là em cũng nhường, nhưng mà sao mà ví dụ như mà quá cái sức chịu đựng của em thì không có cứu vãn được đâu đó. Em không nói chuyện đấy bởi vì thường theo suy nghĩ của anh ấy, khi mà tranh cãi nó có thể không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà bởi vì xung đột trong gia đình ấy thì chúng ta đã từng trải rồi, cũng đã hiểu rồi, thì người đàn ông sẽ nhịn, nhưng mà đến một lúc nào đó lành rồi á thì mình sẽ giải thích cho người đối phương mình biết. Dạ. Chứ mình không có tranh thắng thua gì, bởi vì thắng thua cũng chả ai được gì cả. Dạ đúng rồi. Kinh tế thì ai quản lý? Theo em thì kinh tế thì phụ nữ thì là người quản lý tốt hơn. Dạ. Nam giới thì phải cố gắng năng động và kiếm tiền thôi. Hương hỏi Thuật xem là Hương có một cháu bé 10 tuổi á, sống chung với Hương á. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề đó? Em thì thực sự thì cũng chưa có Barbie, cho nên là cũng chưa biết tâm lý của bé như thế nào. Với trẻ con thì em rất thích trẻ con, cho nên là cũng với không phải là các cháu ruột của mình, mà nói chung là trẻ hàng xóm cũng thế thôi, rất là quý. Không có vấn đề gì cái vấn đề em đấy. Em thích trẻ con đúng không? Dạ.
Và cái việc mà với hai mẹ con như vậy giống như là em lời luôn á. Coi như là đi mua trâu mà được nghé luôn đúng không? Dạ. Bây giờ vậy nè, Hương á tặng ảnh một bài hát đi, em đứng em hát rồi ảnh thao tác ảnh chụp hình. Vậy đi đó. Đúng rồi. Đó, Hương đứng hát đi cưng. Anh hát được không? Nếu mà em hát được thì anh mong muốn là em có thể chia sẻ với anh một bài được không? Thôi thì em thử hát nha, mà nếu anh thấy mà bắt nhịp được thì hát chung với em nha. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay quá. Thật ơi, thật em khuyến mãi cho anh chị em boy đi. Dạ dạ. Để coi đứa nào mập nha. Dạ. Bắn tim. Ok, dạ, cảm ơn em. Cảm ơn. Đã có những tấm hình rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Em có thể cho bạn gái xem lại được không? Dạ được ạ. Đó, qua hai người xem hình đi. Đẹp không bạn gái? Dạ đẹp ạ. Thôi bây giờ vậy nè, Thuật nói một cái câu gì mà chân tình từ đáy lòng nhất của em, rồi sau đó là mình tiến hành bấm nút đi. Đúng rồi. Dạ. Thực sự ra thì cũng không phải là bây giờ cái thời gian này, mà gần 20 năm rồi. Anh cũng rất là muốn có một người phụ nữ để làm hậu phương cho mình. Và anh mong muốn người đó là em. Trời ơi, anh chờ 20 năm rồi, chỉ mong muốn cái người phụ nữ đó là em thôi. Dạ, em ơi, em ơi, em còn chờ gì nữa. Hương ơi, ngồi đi. Ngồi để, để tay vào cái nút bấm liền đi Hương ơi. Sau 20 năm chờ đợi, nút bấm đã cầm trên tay. Nút bấm có cháy đèn lên hay không? Tùy thuộc vào các bạn. Một, hai và ba. Chúc mừng. Nào. Dạ, hãy cầm vào đây. Hãy nắm tay nhau. Tôi bắt tay ông cái. Quá là hiệu quả, quá là hiệu quả. Hai đứa mình cứ thế mà làm thôi. Chúc mừng. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Trong những chặng đường tới thì em sẽ cố gắng hứa là sẽ mong được xây dựng một cái hạnh phúc bền chặt và cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Rồi bây giờ thì bạn đặt nụ hôn đầu tiên vào gò má của bé Hương đi. Dạ, cho anh xin phép. Chị em thi sĩ ngồi dưới cười thỏa mãn luôn á. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cố gắng để vun đắp mối tình này, vun đắp cái câu chuyện ngày hôm nay cho nó đẹp hơn nha. Dạ. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn tránh da bật thông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hãy cầm tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, đừng quên nó nha. Tôi đưa chị nhét vào đây cho.
hạnh phúc nha. Cảm ơn anh chị. Dạ. Nào, để bạn gái đi trước. Rồi chương trình đỡ giùm đi em đi trước rồi. Hãy bảo vệ bạn gái và chăm sóc bạn gái. Dạ.